Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 25 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi sản xuất an toàn thực phẩm. Nhiều nông hộ ở Lâm Đồng tập trung thiết kế lại vườn trồng, trồng sen cây sầu riêng để cải thiện thu nhập. Đắk Nông, người trồng bơ thất thu nặng do mất trắng mùa. Chuyên mục con số hôm nay, quý 1 nước ta chi hàng trăm triệu đô la Mỹ nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu. Chuyên mục chuyện nhà nông, cả một bức tranh về nông nghiệp tiên tiến hiện diện tại Greenbox Đà Lạt. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với các loại rau, củ quả, rất được người tiêu dùng quan tâm. Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Lâm Đồng đã tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các nông hộ sản xuất đơn lẻ ở địa phương liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi sản xuất an toàn thực phẩm. Theo đó, đã có gần 70 chuỗi an toàn thực phẩm đã được chứng nhận. Trong đó, sản xuất các loại rau, củ quả là lĩnh vực xây dựng được nhiều chuỗi an toàn thực phẩm hơn cả. Với sự tham gia của gần 1.200 hộ liên kết, diện tích canh tác gần 1.700 hecta, sản lượng gần 152.000 tấn một năm. Do áp dụng tương đối đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến, cơ sở hạ tầng được các nông hộ đầu tư, nên đầu ra của các chuỗi an toàn thực phẩm nói trên tương đối đảm bảo. Hiệu quả kinh tế tăng cao so với những nông hộ sản xuất đơn lẻ theo quy trình canh tác thông thường. Thời gian qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tập trung nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, chuyển dịch theo hướng tăng đầu tư theo chiều sâu, hướng tới phát triển các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Thưa quý bà con, chỉ tính trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đổi được trên 50.000 hecta cây trồng. Trong đó, bên cạnh những diện tích cây trồng vật nuôi thế mạnh như bò sữa, cá nước lạnh, cà phê, chè, rau, hoa ứng dụng công nghệ cao, các địa phương trong tỉnh còn tăng cường phát triển nhiều loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng, măng cụt, mít, chôm chôm. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được khoảng 15.000 hecta cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó có nhiều vườn cây cho thu nhập khả quan, từ 250 triệu đến hàng tỷ đồng một hecta. Hiện cùng với việc chuyển giao kỹ thuật canh tác, xây dựng các điểm mô hình, tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích hình thành các liên kết sản xuất cây ăn quả nhằm giúp bà con nông dân có đầu ra ổn định. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, do giá cà phê nhân xô trên thị trường thời gian qua xuống thấp, nên nhiều nông hộ ở Lâm Đồng đã tập trung thiết kế lại vườn trồng, trồng xen một số loại cây trồng khác, trong đó có cây sầu riêng để cải thiện thu nhập. Giá sầu riêng trên thị trường đang rất khả quan, đã khuyến khích bà con nông dân đầu tư ngày càng bài bản cho loại cây ăn quả này. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 8.520 hecta sầu riêng, trong đó có khoảng 4.000 hecta đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Số còn lại đang kinh doanh với sản lượng đạt trên 45.000 tấn một năm. Để giúp nhà nông canh tác sầu riêng bền vững, thu nhập khả quan, nhiều diện tích sầu riêng được canh tác theo quy trình Việt Gáp đã được ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật hỗ trợ nông dân triển khai. Cùng với đó, các giải pháp đầu tư chăm sóc sầu riêng tiên tiến cũng được đẩy mạnh. Hiện Đạo Oai, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà là những địa bàn trồng sầu riêng chủ lực ở Lâm Đồng. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Quý bà con thân mến, kỳ vọng là loại nông sản có giá trị kinh tế cao nên mấy năm gần đây, nhiều nông hộ ở Đắk Nông đã đầu tư lớn vào cây bơ. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn đang diễn ra là do năm nay mưa sớm khiến nhiều diện tích bơ ở huyện Đắk Song mất trắng, người trồng bơ thất thu nặng. Ông Vũ Đức Thân ở thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song có 100 gốc bơ bút năm thứ năm. Cuối tháng 3 vừa rồi, thấy bơ ra hoa rộ, cứ nghĩ năm nay vườn bơ đạt năng suất cao. Nào ngờ chỉ vài ngày sau đó, hoa rụng ngập trên mặt đất, mỗi cây chỉ đậu lơ thơ vài quả eo ụt. So với mọi năm, năm nay vườn bơ mất trắng. Tôi cũng không chăm sóc cũng như cái rút kinh nghiệm cũng như cái vườn cây họ chăm sóc khác cũng đúng cái kỹ thuật như vậy, nhưng mà không biết một thời gian này không hiểu sao mà hoa bơ rụng hết. Theo ngành nông nghiệp huyện Đắk Song, nguyên nhân bơ mất mùa là do mấy cơn mưa đầu mùa vừa qua. Ở Đắk Song, mùa mưa thường đến sớm hơn
và những cơn mưa lớn đầu mùa thường đúng vào thời điểm ra hoa của các giống bơ trái mùa như bơ bút, tứ quý. Những cơn mưa lớn khiến hoa bơ rụng toàn bộ, không thể kết quả. Hiện nay là trên cây bơ nó rụng tới 95%, thậm chí cây bơ người ta tính tới 3 tạ, 4 tạ trên một cây đấy, nhưng bây giờ chỉ còn có độ cây thì 10 quả. Số lượng gọi là giá cả cũng tương đối thấp, nên quá trình mà đầu tư chăm sóc cho cây bơ, đối với cây bơ bút thì cũng bớt đi một phần đầu tư của bà công dân, từ đó nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ đậu quả cũng như là chất lượng quả cây bơ đến hiện tại. Đến thời điểm này, huyện Đắk Song có khoảng trên 600 hecta bơ. Cây bơ mất mùa trên diện rộng do mưa sớm khiến nhiều nông dân sẽ phải mất ăn mất ngủ. Bởi nếu tình trạng này lặp lại vào năm tới thì chắc chắn người trồng bơ sẽ lại tiếp tục thất thu. Thưa quý bà con, trong khi người trồng bơ ở huyện Đắk Song, Đắk Nông mất ăn mất ngủ vì mất mùa bơ, thì tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, người trồng xoài ở đây cũng đang phập phồng như thế. Mùa xoài ra bông, đậu trái non, từ 2 tháng trở lại đây, bọ trĩ tấn công dày đặc khiến nhiều diện tích xoài của địa phương bị hư hại. Đáng ngại hơn, mặc dù người dân đã dùng thuốc bảo vệ thực vật và thiên địch để phòng trừ sâu bọ, nhưng không mấy khả quan. Nhiều hộ đứng trước nguy cơ thua lỗ trong vụ xoài sắp tới. Lá xoài bị khô, bông đen, rụng trái non, thiệt hại gần như 100%. Đây là hậu quả mà bọ trĩ gây ra trên vườn xoài của ông Nguyễn Xuân Nghị, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm. Không còn khả năng phục hồi, vụ này ông đành phải chấp nhận bỏ vườn không chăm sóc. Thì khi nó ra hoa thì nó bám theo hoa làm cho hoa nó khô nhị, nó không có đậu trái được. Mà khi tình trạng mà khi mà mình giữ cho nó đậu trái được thì nó sẽ bám vô trái, làm cho trái nó có thẹo đi. Chính xác là hiện giờ hư hại hết khoảng 99%. Vậy như là mất trắng rồi. Theo hộ nông dân huyện Cam Lâm, toàn huyện có hơn 5.000 hecta xoài các loại, thì có tới hơn 50% diện tích bị bọ trĩ tấn công với mật độ dày đặc, 5 đến 6 con một bông xoài. Năng suất xoài giảm mạnh, giá trị thương phẩm của nông sản này bị ảnh hưởng lớn, giá xoài có dấu hiệu giảm. Thời điểm này, chỉ còn 35.000 đồng một ký đối với xoài út loại 1, 18.000 đồng một ký đối với loại 2, thấp hơn 20.000 đồng một ký so với thời điểm trong và sau Tết Nguyên Đán. Mặc dù nông dân thường xuyên phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn không có tác dụng, bọ trĩ có dấu hiệu kháng thuốc. Do xoài mang giá trị kinh tế cao nên thời gian qua người dân tăng mạnh diện tích. Việc người dân trồng xoài tự phát, trong đó có những vùng không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con biện pháp phòng trừ dịch bệnh, địa phương cùng các ban ngành chức năng cần nâng cao nhận thức cho nông dân trong vấn đề sản xuất, chuyển đổi cây trồng để đảm bảo chất lượng, năng suất cũng như đầu ra cho xoài. Liên tục chương trình, con số hôm nay, quý 1 nước ta chi hàng trăm triệu đô la Mỹ nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu. Chuyện nhà nông, nông dân Đinh Thuận với trang trại nho hữu cơ độc đáo. Cả một bức tranh về nông nghiệp tiên tiến hiện đại tại Greenspot Đà Lạt. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 192 triệu USD, đây là số tiền nước ta đã chi để nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2019. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2019, cả nước ta chi 7,25 tỷ USD để nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu trong tháng 3 năm 2019 đạt 70 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 3 tháng đầu năm 2019 lên 192 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, trong 5 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 500 triệu USD thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhập khẩu nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật đang tăng nhanh từ nhiều nguồn như Mỹ, Anh, Malaysia và Ấn Độ. Nhưng điều khiến nhiều người lo lắng hơn cả là hiện nay, trong số trên 1.700 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật với khoảng 4.080 tên thương phẩm, với 80% sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam, có thành phần chính là các chất hóa học độc hại cho môi sinh cũng như sức khỏe của con người. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, đam mê với cây nho và tinh thần vượt khó, nông dân Hồ Văn Vàng đã có hướng đi thành công tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận với mô hình cánh đồng lớn trồng nho hữu cơ.
Từ vùng đất sỏi đá bỏ hoang, nông dân Vàng đã biến thành vùng sản xuất nho trù phú bằng quá trình nỗ lực, sáng tạo và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đi trên con đường gập ghềnh ở thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn đến trang trại nho hữu cơ có diện tích 10 hectare của nông dân Hồ Văn Vàng mới thấy được quy mô trang trại hiện đại. Đam mê cây nho và mong muốn sản xuất nho an toàn, anh Vàng đã lựa chọn và đầu tư 3 tỷ đồng mua đất, đào ao, tích nước, lắp đặt vườn ươm và hệ thống tưới nước tiết kiệm. Cách làm mới trong canh tác cây nho của anh Vàng là không làm sạch cỏ dưới gốc nho mà đợi cỏ lên cao rồi xới cỏ vun vào gốc để giữ độ ẩm, độ xốp cho đất và tránh rửa trôi chất dinh dưỡng ở vùng đất đồi dốc. Điều này đã được nhiều nông dân ở địa phương học tập và làm theo quy trình kỹ thuật của anh Vàng để cải tạo đất. Khi mà mình làm sản phẩm sạch đó, thật sự cái kinh phí không phải nó sẽ bỏ cao hơn cái vấn đề mà phân bón đâu. Mình làm đến một lúc nào đó sản phẩm sạch thì cái cây nho nó cũng sạch, đất cũng sạch thì vấn đề nấm bệnh nó rất là ít. Thì lúc đó mình làm mình đầu tư rất là nhẹ. Một kỹ thuật khác được nông dân Hồ Văn Vàng áp dụng là hệ thống tưới phun tầm trung. Hệ thống tưới này có tác dụng tiết kiệm nước, giúp rửa cành, hạn chế vi sinh vật gây hại phát triển. Mô hình trồng nho của anh hoàn toàn không có tác động của phân, thuốc hóa học. Với nông sản sạch đạt tiêu chuẩn hữu cơ, giá bán nho ra thị trường của anh cao gấp 3 lần so với nho các vùng khác và cung ứng toàn bộ cho các shop nông sản sạch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà mình chỉ vấn đề nhắn nhủ với mấy anh em trẻ, vấn đề khởi nghiệp lĩnh vực nào cũng vậy, nó cũng sẽ có thành công và thất bại. Nhưng mà mình cứ đam mê với đó, mình cứ sống hết mình với nó thì nhiều khi kết quả tốt nó sẽ tới với mình thôi. Thành công bước đầu của nông dân Hồ Văn Vàng đã góp phần thay đổi cách làm của những hộ xung quanh về sản xuất nông sản sạch. Trang trại Hồ Văn Vàng được chọn làm điểm để nông dân trong tỉnh học tập mô hình và là điểm đến hấp dẫn trong lễ hội nho và Vàng Ninh Thuận 2019. Thưa quý bà con, câu chuyện tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với một không gian đặc biệt tại thành phố Đà Lạt. Quý vị và quý bà con thân mến, cải tạo khu nhà kính rộng hơn 7.000m2, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thành khu tham quan miễn phí dành cho du khách. Nhưng khu vườn Green Park của gia đình ông Trần Huy Đường, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch mỗi khi đến với Đà Lạt. Cả một bức tranh về nông nghiệp tiên tiến đều hiện diện tại Green Park. Dưới những dàn nhà kính, ông Trần Huy Đường tiến hành phân khu, canh tác rất nhiều nông sản đặc trưng của Đà Lạt như xà lách, dâu tây bằng hình thức thủy canh, khí canh, cà chua bi, hoa các loại. Đến với Green Park thì ngoài việc chúng ta được thưởng thức những loại đồ uống rất tươi ngon từ chính những loại rau củ ở trong vườn, nếu như chúng ta đã nghe đến hình thức trồng rau thủy canh và khá là quen thuộc rồi, thì hiện nay Green Park cũng đang ứng dụng hình thức trồng rau khí canh. Vậy trồng rau khí canh khác thủy canh như thế nào và có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng tìm hiểu với Kiều Anh ngay sau đây nhé. Con xin chào chị ạ. Dạ, chào chị. Thưa chị, hiện nay thì rau khí canh là một khái niệm còn khá mới. Vậy thì chị có thể giới thiệu về rau khí canh cho quý vị khán giả cùng theo dõi được không ạ? Cái thủy canh đó là nước là chạy trên vòng là 24 trên 24. Còn cái rau khí canh là mình chỉ xài bằng cái hơi nước thôi. Là có nghĩa là hơi nước nó lên và nuôi cái cây này thì nói chung là nó sẽ đỡ được nhiều cái vấn đề chi phí hơn so với thủy canh. Cái thời gian đầu cây con á, thì mình cũng có xịt thuốc là thuốc sinh học thôi. Đến khi cây trưởng thành là toàn bộ là mình không xài thuốc gì hết. Đó. Thì nói chung là từ khi mà gieo hạt đến thu hoạch được thì trong vòng cỡ 45 ngày. Sau khi tham quan, thỏa thích chụp ảnh với những vườn rau hoa công nghệ cao tại Đà Lạt, vùng đất nổi tiếng về nông nghiệp, du khách còn có thể thư giãn giữa không gian cà phê xinh xắn, ngập giữa muôn màu sắc của các loại rau hoa. Thì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh thì không có cái quán cà phê nào mà nó giống như vậy. Đó thì mình rất là ấn tượng. Cà phê kết hợp với lại tham quan vườn cây rồi các loại cây trồng ở Đà Lạt á, cho nên là rất là có cảm tình. Đúng như tên gọi của quán, Green Park giống như một chiếc hộp xanh, tạo cảm giác thoải mái như ngồi giữa thiên nhiên bao la. Kính thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.